Chào các bạn, trong buổi trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn về những cái chiến lược cạnh tranh cơ bản. Thì ở trong phần này mình đã nêu cái chiến lược dẫn đầu về chi phí và mình đã nêu ra những đặc điểm và những cái ưu điểm của nó thì gồm có những cái gì. Thì chủ yếu thì đặc điểm ở đây thì là nó tăng cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp, và khi doanh nghiệp thực hiện cái chiến lược này thì có thể thu được lợi nhuận ở mức trung bình để đáp ứng cái việc cái vai trò mở rộng quy mô tái đầu tư. Tuy nhiên thì nó tồn tại một số rủi ro, và cái rủi ro lớn nhất khi áp dụng cái chiến lược này không phải chỉ có công ty tiếp cận được các nguồn lực giá rẻ, và vì thế thì các những cái đối thủ khác ấy thì hoàn toàn có thể sao chép được. Và cái điều quan trọng, liệu doanh nghiệp có khả năng duy trì chi phí thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua trường hay không, và bởi vì cái nền tảng chi phí thấp là tiếp cận nguyên liệu giá rẻ và nhân công thiết bị. Tiếp theo mình nói về cái chiến lược khác biệt hóa, thì chủ yếu mục tiêu của chiến lược này là tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh cho việc tạo ra sản phẩm dịch vụ mà có thể thỏa mãn cái nhu cầu, cái tính chất độc đáo. Tiếp theo thì mình đã bổ sung cái nội dung là về cái chiến lược tập trung. Chiến lược tập trung hay là trọng tâm hóa thì khác với cái chiến lược định hướng nhu cầu phục vụ ở nhóm nhỏ khách hàng ở cái mức độ cụ thể nhất định. Tiếp theo thì mình đã nêu ra ở cái CRM trong cái lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì ở trong phần này mình đã triển khai cái chiến lược CRM và chiến lược dẫn đầu về chi phí. Thì trong bài hôm nay thì mình sẽ bổ sung với các bạn thêm cái phần nội dung tiếp theo, đó chính là nội dung CRM và cái chiến lược tập trung. Mong các bạn hãy cùng đón xem. Thì cái nội dung CRM và chiến lược tập trung, thì chiến lược tập trung được xây dựng trên cơ sở lựa chọn phạm vi hẹp trong ngành mà doanh nghiệp chọn một phân khúc thị trường hoặc nhóm các phân khúc và điều chỉnh chiến lược của mình để phục vụ các phân khúc này mà không quan tâm đến những mục tiêu khác. Nói chung, nói cách khác thì họ cần phân đoạn khách hàng một cách hiệu quả. Việc phân đoạn khách hàng là một phần chủ chốt của một chiến lược CRM. Đó là một cái quá trình chia thị trường vào những nhóm khách hàng riêng biệt có đặc điểm giống nhau. Phân đoạn khách hàng cho phép một tổ chức hiểu những khách hàng nào mang lại lợi nhuận nhiều nhất và làm thế nào để tiếp cận bán hàng và cung cấp cái dịch vụ hiệu quả nhất. Và với hiểu biết như vậy thì một công ty để có thể đưa ra những quyết định đầu tư sẽ mang lại doanh thu cao hơn cả. Tiếp theo là phân đoạn bắt đầu với việc phát triển hồ sơ khách hàng, bao gồm mô tả kỹ những đặc tính quan trọng của khách hàng cụ thể, gồm cả dữ liệu cơ bản, nhân khẩu học, lịch sử quá trình mua hàng và thông tin rút ra ngay sau khi phân tích quãng đời khách hàng. Ví dụ như hồ sơ khách hàng, lưu trữ những quan sát chào hàng nào hấp dẫn nhất đối với khách hàng và kênh nào họ ưa thích, thuộc tính sản phẩm mà họ đánh giá cao nhất, họ đã chi trả bao nhiêu trong quá khứ và có thể chi trả bao nhiêu trong tương lai, thì cũng như những vấn đề liên quan tới những chiến lược khác. Và bằng cách phân tích quãng đời khách hàng của các cái tổ chức mới có thể xác định chính xác sự khác biệt quan trọng cũng như sự đồng nghĩa lớn của khách hàng. Công việc phân đoạn và phân loại ra những cái khác biệt và tương đồng nào là quan trọng nhất giữa từng khách hàng, sau đó chia cơ sở khách hàng thành các nhóm dựa trên những dấu hiệu của phân biệt liên quan và CRM giúp hoạt động phân đoạn khách hàng hiệu quả và chính xác. Bởi vì hệ thống này cho phép doanh nghiệp nắm bắt, phân tích khối lượng lớn dữ liệu theo thời gian, đồng thời nhận ra những cái mối tương quan nổi bật giữa các thuộc tính khách hàng trong quá khứ do các tổ chức không tìm được các cách thức dễ dàng để thu nhập hợp nhất và phân tích dữ liệu khách hàng. Các cái chiến lược phân đoạn của họ thường bị giới hạn và dựa trên các cái chỉ tiêu đánh giá
chí ít có giá trị chiến lược, ví dụ như là địa lý. Mặt khác thì với CRM, doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng theo những nhân tố phức tạp và bớt hiển nhiên hơn nhiều, như sở thích về kênh tiếp cận, tính sinh lợi, mô hình mua sắm và các thuộc tính khách hàng có ý nghĩa khác. Và thông qua những phân tích trên thì có thể kết luận rằng CRM có vai trò ý nghĩa rất thiết thực đối với các cái chiến lược cạnh tranh tổng quát của doanh nghiệp, dù doanh nghiệp chọn lựa và tiến hành cái công cuộc chinh phục thị trường bằng cái chiến lược dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa hay là tập trung việc ứng dụng CRM thì có thể đem lại những hiệu quả cụ thể. CRM được thể hiện cái khả năng tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và sự thỏa mãn của khách hàng. Vấn đề đặt ra là cái hiệu quả đặt ra là liệu doanh nghiệp có nhận thức trọn vẹn và triển khai CRM một cách đúng đắn, hợp lý hay không. Tiếp theo là cái nội dung chương 2 về thực trạng triển khai CRM trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CRM trong cái chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trên thế giới. Cái khái quát về sự phát triển của CRM trên thế giới, mặc dù mới thực sự ra đời và phát triển trong vòng gần 30 năm, thì CRM đã nhanh chóng được trở thành khái niệm quen thuộc và được ứng dụng trên toàn thế giới. Khi mới xuất hiện, khoảng 50% thị trường mềm cần CRM. Dưới đây gọi tắt là thị trường CRM là cuộc cạnh tranh giữa năm nhà cung cấp chính PeopleSoft, SAF, Sybase hay Telemation. Trong khi Mỹ, thị trường chủ yếu của các sản phẩm CRM dần tiến đến điểm bão hòa, các nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ CRM bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới. Và rất nhiều hãng đang khai thác các khu vực như là châu Á, châu Âu, Ấn Độ, Mỹ Latin, và nhiều doanh nghiệp tổ chức ở những khu vực này đã hoàn toàn đón nhận CRM, và một số khác mới chỉ bắt đầu nghiên cứu những khả năng của CRM theo nghiên cứu IDC, và một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và sự kiện là công nghệ thông tin và viễn thông Mỹ. Như thị trường giải pháp CRM ở châu Á, Thái Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình vào khoảng 30% trong vòng 5 năm. Và từ năm 2000 đến năm 2005, thị phần tại các quốc gia và khu vực châu Á, Thái Bình Dương được thể hiện trong biểu đồ 2.1. Đây là biểu đồ 2.1. Và trên toàn thế giới thì CRM đã phát triển thành một trong những phân đoạn phần mềm quan trọng nhất và tăng trưởng nhanh nhất. Khối lượng đầu tư vào CRM và các phần mềm phần cứng ăn liên quan đã vượt qua 8,1 tỷ đô la trong năm 2007. Các nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin AMO Mỹ chỉ ra rằng khối lượng đầu tư này trung bình tăng lên 3% từ năm 1999. Theo cái dự báo của Gartner, thì hãng nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu của Mỹ báo cáo phần mềm CRM toàn thế giới năm 2006, 2011, thì trong bối cảnh trọng tâm phát triển các mối quan hệ khách hàng liên tục được tiến mạnh, trường CRM được kỳ vọng sẽ giữ những mức độ tăng trưởng tới năm 2012 với cái tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 1% đạt tới con số ước đoán khoảng 13,3 tỷ đô la năm 2012. Thị trường liên tục mở rộng trái ngược hẳn trong nửa đầu thập kỷ, mặc dù về tổng thể tăng trưởng sẽ duy trì, những cái điều kiện thị trường hiện nay sẽ gây ra sự giảm sút ngắn hạn và công tác tác động nhẹ lên cái bức tranh dài hạn. Sự biến động kinh tế trong năm 2008-2009 khiến cho cái tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 2007-2012 được dự đoán sẽ giảm từ 11,9% xuống 11,1%. Và về mặt địa lý thì doanh số lớn nhất cái khu vực Bắc Mỹ với 4,3 tỷ đô doanh thu trong năm 2007 so với 2,6 tỷ đô là châu Âu. Các cái thị trường mới nổi sẽ trở nên hấp dẫn và quan trọng hơn trong những năm tới. Khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất và với dự báo sẽ tăng từ 410 triệu đô năm 2007
lên 840 triệu đô la năm 2012. Mỹ Latin sẽ đạt cái mức độ tăng trưởng 16,6% trong giai đoạn thời gian tương tự, từ 131 triệu lên 282 triệu đô. Trung Đông với 12,9% tăng từ 95 triệu lên 174 triệu. Tiếp theo là về biểu đồ hình 2.3, doanh thu phần mềm siêu mở toàn thế giới năm 2007 và dự báo sang năm 2012. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu của tổ chức tiếp cận thị trường quốc tế AMI, chỉ số tăng trưởng phần lớn sẽ đến các thị trường doanh nghiệp nói chung. Các doanh nghiệp với cái số lượng nhân viên từ 100 đến 900 sẽ chi ra hơn 1 tỷ đô la cho các ứng dụng CRM trong năm nay, và hiện chỉ có 35% doanh nghiệp đang sử dụng cái giải pháp CRM, và cái sự đầu tư sẽ tăng trưởng lên 9% một năm. Và xét về các nhà cung cấp thì SAF và Osland vẫn tiếp tục duy trì được cái vai trò dẫn đầu thị trường của mình. Kể từ khi xuất hiện, hai hãng này chiếm tới gần một nửa doanh thu và thị phần CRM thế giới. Bảng 2.1 là bảng thể hiện các nhà cung cấp CRM hàng đầu thế giới năm 2006-2007. Và tiếp ứng tiếp theo là cái mức độ và phạm vi triển khai CRM. Một đặc điểm điển hình cho cuộc cách mạng CRM của mỗi nước là các công ty đa quốc gia luôn nắm bắt và triển khai đầu tiên, và họ công nghệ ở tại các thị trường và đang và trong gần như mọi cái lĩnh vực kinh doanh, mọi khu vực trên toàn cầu, thì các cái tổ chức doanh nghiệp xuyên quốc gia đang đầu tư vào công nghệ CRM để hỗ trợ việc thực hiện những cái chiến lược định hướng trọng tâm vào là khách hàng tại thị trường nội địa. Và khi những chức năng của CRM đã trở nên quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp, thì các công ty trong nước cũng bắt đầu tập và học tập và phát triển xúc tiến. Phần lớn những hoạt động CRM đang diễn ra tại các hãng lớn hơn và vừa nhỏ, thì đây là đồng thời cũng thường là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và đội ngũ nhân viên trình độ cao. Mặc dù vậy thì theo nghiên cứu của CRM thì triển khai CRM thực chất ngành thành công hơn so với những cái tổ chức cỡ trung. Tuy nhiên họ lại thận trọng trong việc ứng dụng CRM hơn các tập đoàn lớn. Thì đây là cái bảng 2.2, thì bảng này thì thể hiện các cái công ty đa quốc gia đang đầu tư vào công nghệ CRM. Ví dụ như là ngành tự động hóa thì có công ty GM, Ford, hóa chất thì có Dow hay là DuPont. Về thông tin liên lạc thì ví dụ như là có BT Retail hay là TIM, hoặc là những cái dịch vụ như là khu vực công cộng thì có New York City 211 hay là UK Post Office. Thì CRM hoạt động operation CRM thì với những cái chức năng như là tự động hóa, lực lượng bán hàng và trung tâm thoại đã được triển khai ở hết các công ty. Thì một cái trọng tâm là chủ chốt hợp nhất các kênh với nhau như internet và trung tâm đoàn thoại, ví dụ như là Seal Oil Produce ứng dụng cái hệ thống CRM của PeopleSoft cho những khách hàng châu Âu để cung cấp các cái đặc điểm liên lạc thứ nhất và cho phép đại diện chăm sóc khách hàng của họ có cái nhìn tổng quát về mỗi khách hàng. CRM tổng đài liên lạc di động hàng đầu Italia sử dụng phần mềm communication của Simbay để có được cái nhìn tổng hợp về khách hàng xuyên suốt các trung tâm thoại internet và các cái cửa hàng bán lẻ.
Tiếp theo là CRM phân tích, Analytical CRM, để giúp các cái mô hình mua hàng và nhận diện các khách hàng có giá trị cùng với CRM cộng tác. Collaborative CRM giúp nâng cao hiệu quả tương tác với khách hàng và trong nội bộ doanh nghiệp lại chưa được ứng dụng rộng rãi. Thì tuy nhiên những cái dữ liệu mở rộng được thu thập trong suốt các hoạt động sẽ có cái giá trị nhiều hơn nếu được chuyển đổi thành những cái tổng kết có ý nghĩa và hỗ trợ trong quá trình ra quyết định chiến lược. Đồng thời thì các kênh giao tiếp sẽ trở nên hiệu quả hơn khi có sự gắn kết và phối hợp đồng bộ. Do đó, CRM phân tích và CRM cộng tác sẽ có khả năng và chú trọng hơn trong những năm sắp tới. Tiếp theo là cái kết quả chung trong việc triển khai CRM, thì các cái doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của CRM. Và theo báo cáo của PNP, một cái tổ chức nghiên cứu và tư vấn công nghệ tại Mỹ, các cái doanh nghiệp được điều tra nhận thức cùng cái chiến lược quan hệ khách hàng hiệu quả ngày nay cần thiết hơn trước rất nhiều để tăng khả năng cạnh tranh tới 44% công ty con. CRM quan trọng hơn rất nhiều và 39% cho rằng CRM quan trọng hơn một chút, và không có cái doanh nghiệp nào cho rằng CRM không quan trọng. Đây là một con số thống kê khả quan chứng tỏ cái mức độ được thừa nhận của CRM trong kinh doanh. Và những người được điều tra thì cho biết những lý do ứng dụng công nghệ CRM dựa trên thang điểm 1 không quan trọng tới thang điểm 5 là rất quan trọng. Chỉ kết quả tổng hợp được thể hiện những cái động lực chung như sau. Số điểm 4.4 thì mong muốn cung cấp thông tin mang tính chất chiến lược. Máy rất khốn nạn nhé. Thông tin mang chất chiến lược tốt hơn với các cái bộ phận chức năng doanh nghiệp, nhà bán hàng, marketing. Ở điểm 4.2 là không mong muốn nâng cao sự bảo mật khách hàng. 4.1 thì không mong muốn kéo dài chu kỳ của khách hàng. 4.0 thì muốn giữ chân khách hàng hiện có. Thì có thể nhận thấy các cái chỉ số trên thì đều tương đối là cao, chứng tỏ nhiều cái doanh nghiệp đã đánh giá CRM có ý nghĩa quan trọng trong trọng đối với những cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng cái chỉ số cao nhất của kế hoạch cạnh tranh cung cấp thông tin chiến lược quan trọng tốt hơn cho nội bộ doanh nghiệp, cao hơn những cái số liên quan tới khách hàng trong tổng doanh nghiệp, mới chỉ ra những yếu tố quan tâm để CRM hoạt động, ví dụ tiếp cận CRM và CRM cộng tác. Bên cạnh đó, việc ra cái giá trị hiểu biết đầy đủ về CRM tại hai vấn đề khác nhau. Cái biểu đồ hình 2.4 là biểu đồ động lực phát triển CRM trục tung gồm có những cái nội dung như là dựa trên khách hàng, kéo dài chu kỳ khách hàng, thỏa mãn khách hàng, là cung cấp thông tin chiến lược tại các toàn bộ phận công ty với mức độ quan trọng để đánh giá như thang điểm. Và nhiều doanh nghiệp, và phần nội dung tiếp theo được đánh giá là nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang nhầm lẫn khái niệm về CRM. Mày học gì? Có video không? Có. Alo. Đầu tiên ấy, nhớ là ba cái điểm là tôi về toàn sang Việt Nam bắt đầu là rất là vĩ đại của Việt Nam, nên là kết quả của
Trời ơi. Đây là sự kết hợp của phong trào của đấu tranh nhân dân, phong trào và phong trào đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Thì lý do với cái việc mà tuyên truyền thái quá của các nhà cung cấp phần mềm CRM thì nhiều doanh nghiệp vẫn không hiểu đúng ý nghĩa cốt lõi của CRM và kỳ vọng quá nhiều, và họ muốn CRM giải quyết tất cả những vấn đề mình gặp phải nhưng không biết áp dụng hệ thống phần mềm như thế nào trong tổ chức công ty này, không nghiên cứu lực lượng nhân viên và không phân tích đặc tính hoạt động của họ, vì vậy không thể lựa chọn được phần mềm thích hợp. Thực tế CRM là một sự cải cách hệ thống quản lý, cấu trúc tổ chức, các quy định quản lý và giá trị của doanh nghiệp được thay đổi cùng với sự triển khai CRM. Hầu hết các doanh nghiệp đều muốn tìm kiếm những phần mềm sẵn sàng có phù hợp mà cũng muốn cải thiện hệ thống quản lý cũ, nhưng đã không một hệ thống phần mềm nào có thể phù hợp với toàn bộ các công ty. Trong tiếp theo thì một số doanh nghiệp không có mục đích rõ ràng trong triển khai CRM. CRM chỉ phát huy tối đa và giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả khi có mục đích sử dụng rõ ràng. Cụ thể, lấy một cái ví dụ, thì một cái cá nhân sở hữu một chiếc PDA trị giá 500 đô, nhưng hầu như không nắm nội dung qua qua, đọc qua thì không được, nhưng hầu như không sử dụng đến, thay vì những chức năng hỗ trợ tiện ích của chiếc và PDA. Những cái nội dung đúng sai là những cái nội dung mà xác định ở trong đại hội 3 hoặc đại hội 6 thì chắc chắn là sẽ vào. Thay vì chức năng hỗ trợ của chiếc PDA như là liên tên hay là số điện thoại, lên lịch làm việc, thì người này vẫn luôn phải mang theo những công cụ truyền thống như là nhật ký, sổ đồng hồ để lên kế hoạch hoặc định hướng việc làm cho mình. Và tóm lại, người đó mua PDA chỉ vì những trào lưu phổ biến trong cộng đồng. Và như vậy thì việc mà chi giá 500 đô là hoàn toàn lãng phí. Do cái mục đích mà sử dụng không hợp lý thì cái chiếc PDA từ hỗ trợ một công cụ trở thành một vật trang trí không đem lại bất cứ lợi ích nào. Và điều này thì tương tự với COM, trong một công ty có thể phải chi trả số tiền là 500.000 đô la để sở hữu một phần mềm COM, thì việc đầu tư này đúng đắn hay lãng phí thì hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp có biết cách sử dụng hay không, cái mục đích đầu tư là gì. Và trên thực tế thì không phải doanh nghiệp nào cũng có những giải pháp sử dụng COM rõ ràng và khoa. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, không xây dựng được một cái chiến lược cạnh tranh cụ thể gồm tầm nhìn, giá trị mục tiêu, các cái nguồn lực cần thiết. Và chính vì vậy việc triển khai COM giống như vậy, giống như là xây nhà mà chưa có móng, thì trong cái vai trò của một giải pháp phần mềm ấy, thì COM phải là một trong những phần mềm trong chuỗi hoạt động hướng tới các cái mục đích được định rõ, có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức khác trong chiến lược cạnh tranh và chiến lược ứng dụng. Tiếp theo, cái nội dung về chiến lược ứng dụng CRM của một doanh nghiệp chưa thực sự hợp lý. Xét trên cái tầm vĩ mô, doanh nghiệp luôn muốn áp dụng CRM hiệu quả cần có những một cái chiến lược hợp lý và có một cái thực tế chung. Từ trước đến nay, hàng loạt cái dự án khoản mục tiêu liên quan đến CRM và các công nghệ khác thường không đề cập đến việc xây dựng cái chiến lược. Và thực trạng này là một trong những nguyên nhân khiến 70% các doanh nghiệp thực hiện mô hình CRM thất bại.
bằng người máy. Các cái doanh nghiệp cho rằng để CRM hiệu quả chỉ cần tiến hành mua đúng loại phần mềm mà doanh nghiệp cần, thực chất những ứng dụng Chiến đó lược chỉ thì đang chiến lược đúng nó cũng hỗ trợ cho chiến lược CRM. Đồng thời cái chiến lược CRM là nền tảng giúp đỡ các doanh nghiệp hình thành một cơ cấu hoạt động, tổ chức và giải pháp triển khai công nghệ có hiệu quả rõ ràng. Tôi bảo của mày công ty cái đấy à? Công nghệ và chiến lược có sự tác động lẫn nhau, chứ không ăn vào nhau, là điều các doanh nghiệp vẫn lầm tưởng. Và để xây dựng cái một một cái chiến lược xuyên hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một nguồn lực thật là mạnh. Và đối với những trường hợp các quốc gia phát triển, điều này càng trở nên khó khăn. Các doanh nghiệp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ chưa đủ cái khả năng xây dựng cho mình một chiến lược mang tầm vĩ mô như vậy. Và ngay cả khi hội tụ đủ cái khả năng thì họ vẫn chưa đủ tự tin cạnh tranh trên thị trường. Vì tuy vậy, một lần nữa cần phải khẳng định rằng xây dựng một hệ thống chiến lược để hợp lý là cái chìa khóa để vươn tới thành công cái mô hình CRM. W là cái gì? Trung ương. Trung ương. Sao trung ương? Trung ương Quỳnh. Quỳnh gì? Vấn đề gì em nhỉ? Vấn đề gì em nhỉ? Anh hiện tại đang ở nhà. Anh ấy. Anh hiện tại phòng anh không có bình rượu nào. Ừ, anh đang dạ, đang tỉnh mà. À, vấn đề như nào? Vấn đề gì? Máy của anh két thì chạy ổn không sao? Xuất về đấy bác, lâu không là anh quên rồi. Cái bản vẽ thế thì, nhưng mà bây giờ anh chưa làm được luôn đâu, anh giờ đang 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 dở ý việc tí. Từ giờ đến trưa mai à? Mấy bạn? Mấy bạn? Ừ, cái này anh phải tìm lại đã lâu hay không là anh quên. Rồi anh lại đang ở đâu vậy nhá? Thì cái nội dung này thì cái cần trọng hơn là chặt chẽ của cái quá trình triển khai CRM khá phổ biến. Và khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xác định cái chính là cạnh tranh thì họ đã đưa ra những cái định hướng khách hàng nhằm đạt được cái doanh số lớn. Không biết mày phải coi đây lớn hơn, nâng cao dịch vụ, thông cáo quan trọng nêu nâng cao dịch vụ và đột phá trong cái thế triển sản phẩm. Thông cáo quan trọng nêu từ nêu từ
nêu từ nữa, sẽ nêu từ, nêu từ hoàn cảnh tương đương sẽ tiến tới đấy, vấn đề đó không rồi. Đúng rồi, nêu nêu ra từ hoàn cảnh đông dương rồi, có mỗi một cái từ mà mày thắc mắc nhớ cái nội dung chính thôi, nhớ từng câu từng chữ làm cái gì. Nêu ra từ nêu rừng nêu tắt hai từ nâng cao dịch được thắng. Tuy nhiên thì các nhà quản lý cũng nhận ra rằng là thành công trong công việc theo đuổi những ý tưởng và họ phải có một cái thông tin tốt hơn và chính xác hơn với khách hàng, sản phẩm và dịch vụ. Mặc dù vậy, đối với nhiều công ty thì việc triển khai CRM nhanh chóng đi vào định hướng thì thông thường một đội ngũ nhân viên chuyên gia kinh doanh và công nghệ thông tin được thành lập cho việc triển khai hệ thống CRM. Khi đã gần xong, cái đội ngũ thường được giải tán và hệ thống được chuyển giao sang những người sử dụng là cái nhóm nhân viên bán hàng dịch vụ. Và thực tế những nhân viên đó khá hứng thú việc sử dụng phần mềm trong giai đoạn đầu làm quen, kéo dài khoảng từ 6, 12 đến 18 tháng. Thì mà tuy nhiên ấy, thì trong sau cái quá trình này thì một cái tình trạng xảy ra là họ không còn thu nhập và duy trì thông minh và duy trì thông tin nữa, và thay vì đó trở lại với những bản công việc và băn khoăn cá nhân của mình. Đồng thời những nhà quản lý chịu trách nhiệm về bán hàng và dịch vụ cho rằng hệ thống COM vẫn đang vận hành tốt, và bởi vì không có ai điều hành việc sử dụng hệ thống và không sử dụng người nào tham phiền. Tương tự như vậy, các cái nhà quản lý quản trị viên cao cấp cũng cho rằng hệ thống vẫn làm việc suôn sẻ, và bởi họ vẫn nhận được những báo cáo thường xuyên xây dựng dựa trên cái cơ sở dữ liệu cho hệ thống ra quyết định, không nhận thức được rằng các cái thông tin đó không còn chính xác và thể hiện lỗi thời. Thí dụ một doanh nghiệp máy tính xách tay tiến hành phân khúc thị trường phục vụ việc giới thiệu sản phẩm mới trong năm 2008, thì họ tổng hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu của mình về việc về thị hiếu của khách hàng trẻ đối với màu sắc, cấu hình, tính năng, khối lượng và kích thước, nhưng họ không nhận ra rằng các cái kết quả đó là cái số liệu của nhiều năm trước. Khi mà xu hướng được sử dụng các cái sản phẩm phức tạp, đa năng và giá thành cao trở nên ưu thế, năm 2008 thị trường có nhiều hướng trở về với những thiết kế đơn giản, kết quả là một sản phẩm không thực sự đáp ứng được thị hiếu của những người tiêu dùng trẻ. Tóm lại, trong việc buông lỏng quản lý triển khai CRM dẫn tới những sai lầm trong việc xác định chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp. Tiếp theo là thất bại chiếm đa số khi ví dụ CRM và chiến lược cạnh tranh. Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng lớn ở hệ thống quản trị hệ thống khách hàng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những cái hứa hẹn và thực tiễn còn khá xa. Trên lý thuyết, CRM cần phải mang lại cho doanh nghiệp những giá trị hữu hình và kết quả doanh thu cao hơn, dịch vụ tốt hơn và chiến lược nhiều hơn, làm trung thành khách hàng. Nhưng mà tuy nhiên thì thất bại trong triển khai CRM chiếm tới 70%. Gartner trong tập đoàn nghiên cứu thị trường EDC khảo sát các nhà kinh doanh Tây Âu liệu rằng việc triển khai CRM đã đem lại những lợi ích không được chờ đợi, và chỉ 14% đồng ý, trong khi gần 60% trả lời các cái giải pháp CRM không đáp ứng được kỳ vọng của họ hoặc không có ý niệm gì. Tỷ lệ không hài lòng cao dường như đối lập với thực tế, công ty ngày càng nhận thức được ý nghĩa của CRM. Điều này đặt ra sự hoài nghi về tính hữu ích của CRM. Nhiều doanh nghiệp kết luận rằng việc đầu tư vào các hệ thống CRM không mang lại giá trị kinh doanh. Mặc dù thực sự là rất là ít công ty có những cái chỉ số để đo lường đánh giá mức độ thành công. Và một cái yếu tố vào mòn tỷ lệ thành công tổng thể của CRM là sự thiếu cam kết trong việc đo lường kết quả, và chỉ dưới 1/3 tổng số công ty được Gartner phỏng vấn thường xuyên đo lường hệ thống CRM theo các tiêu chí đã được hệ thống để đánh giá cái lợi ích kỳ vọng. 1/3 khác thì nói rằng họ đang dự kiến sẽ tiến hành, trong khi 1% chỉ đo lường đúng một lần sau khi triển khai bước đầu. 13% những người sử dụng CRM chưa từng đo hiệu quả của hệ thống này. Điều này phản ánh việc đánh giá cái mức độ thành công của hệ thống CRM thường chỉ dựa trên những nền tảng tâm lý chủ quan
hơn là thông tin có tính lượng của bởi các công ty không biết phải bao nhiêu ngôi nào, mức độ thường xuyên ra sao. Và đối với những công ty thường xuyên nâng lên tính hiệu quả việc triển khai CRM, những cái tiêu chí chủ yếu lại chỉ tập trung vào khách hàng, một số chỉ số thì lại tập trung vào mức độ thỏa mãn của khách hàng, lên tới 69% những người được phỏng vấn và số lượng khách hàng giữ được 69%. Ngay sau đó là lượng giao dịch mới được thực hiện 63%, sau khi tiết kiệm chi phí được 50%, coi là quan trọng. Trong khi đó, để đánh giá CRM hỗ trợ được triển khai như thế nào cho cái chiến lược cạnh tranh. 29 của một doanh nghiệp thì còn cần tới rất nhiều tiêu chí khác, ví dụ như là thị phần, giá trị thị trường, lượng. Tuy nhiên hiện nay chưa có một số công cụ chỉ số trực tiếp là đánh giá tác động CRM đối với việc phát huy khả năng cạnh tranh, và vì vậy việc đánh giá thường thông qua các chỉ tiêu gián tiếp khá phức tạp và không rõ ràng. Lý giải một số còn nhiều tại nhiều công ty không theo đuổi lâu dài công tác bao lường. Và bất chấp cái tỷ lệ thất bại số đông, thì các cái công ty bày bỏ CRM cũng theo cái kết quả nghiên cứu của PMP thì hơn 1/3 cho biết họ đang tiến hành những thay đổi và bổ sung cho việc triển khai để khai thác nhiều hơn lợi ích họ tìm kiếm ban đầu, và họ hoặc là khẳng định họ sẽ nhanh chóng lập cái kế hoạch thực hiện điều cái điều đó, và chỉ 1% đã hoàn thành từ bỏ những bước cải tiến tiếp theo. Điều này chứng tỏ trong những năm tới thì CRM vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với phần đông doanh nghiệp, và rất nhiều trong số họ đã được đúc rút từ những kinh nghiệm quý báu trước khi triển khai hoặc là tái triển khai. Về một cái số trường hợp thành công ứng dụng CRM trong giới cạnh tranh, thì thứ nhất có cái ngân hàng Enatia của Hy Lạp, là tập đoàn Enatia được thành lập từ tháng 7 năm 1991 với trụ sở tại Thessaloniki, Hy Lạp. Hiện nay thì hiện nay Enatia thì có cái mạng lưới 77 chi nhánh ở trung tâm kinh doanh. Tầm nhìn của người sáng lập và xây dựng một ngân hàng hiện đại và linh hoạt, làm hài lòng nhu cầu khách hàng, sẽ đạt được cái thị phần lớn trên thị trường ngân hàng tại Hy Lạp. Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng là đội ngũ nhân viên được tạo hạ tầng là đã tốt, hạ tầng công nghệ hiện đại giúp họ cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng tập trung vào khách hàng, và bằng cách ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại, họ đã nâng cao đáng kể những kết quả của tài chính, thiết lập cái sự diện trong mối quan hệ dài hạn với khách hàng. Doanh thu đạt 192 triệu đô la năm 2003 và lợi nhuận là 29,6 triệu đô la. Và chiến lược của họ được tập trung vào những cái điểm sau: thiết lập cái cộng sự, cộng tác kinh doanh với các chi nhánh, nâng cao đội ngũ nhân viên, cung cấp dịch vụ tốt hơn với khách hàng. Về cái tình hình trước khi triển khai CRM thì trong năm 2002, ngân hàng có một phòng dịch vụ khách hàng nhỏ với chỉ 15 nhân viên,
và không được đào tạo tốt. Thời gian chờ kết quả kết nối trung tâm luận đàm đàm thoại tới 20 phút và thông tin duy nhất mà khách hàng có thể tiếp nhận được là cái bảng cân đối tài khoản. Vì vậy, ngân hàng đối mặt với những cái vấn đề hàng dãy dài, những khách hàng xếp hàng tại các cái chi nhánh và khó chịu thì phải tới tận nơi để thực hiện giao dịch. Tỷ lệ không hài lòng khách hàng rất cao và nhiều nhân viên ở bộ phận dịch vụ khách hàng xin nghỉ việc, chi phí dịch vụ tăng lên, thời gian đào tạo nhân viên dài hơn 2 tháng và tốn kém. Thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng khá ít, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều và từ thứ 2 đến thứ 6. Và vì vậy, Egnatia đã hiện ra yêu cầu cần phải nâng cao mức độ dịch vụ bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại để khác biệt hóa và trở thành một ngân hàng đột phá. Và họ cũng bị thiệt hại do cái chi phí hoạt động nên lợi nhuận giảm. Để giải quyết vấn đề thì ngân hàng có thể thuê thêm nhân viên cho trung tâm đoàn đàm thoại, nhưng điều đó sẽ đẩy chi phí hoạt động lên cao. Việc triển khai trung tâm đoàn thoại hiện đại và linh hoạt với chi phí tương đối thấp và khả năng hợp nhất những ứng dụng mới sẽ nâng cao và củng cố mối quan hệ với khách hàng bằng cách tạo ra cho họ một cách thức khác để phục vụ khách hàng các cái chi nhánh, đồng thời làm tăng hiệu suất của ngân hàng trên mọi lĩnh vực. Và nếu như trước đó thì trung tâm đàm thoại chi phí cung cấp thông tin duy trì tài khoản, thì lúc này họ có thể phục vụ khách hàng với thông tin đa dạng về khoản dịch vụ giao dịch chứng khoán, ngân hàng cũng như là các khoản vay. Và với cái trung tâm đàm thoại mới, cái giải pháp CWEN thì để cung cấp nền tảng duy nhất có khả năng hợp nhất toàn bộ ứng dụng và cơ sở dữ liệu hiện có của thỏa luật giữa Egnatia và cung cấp CWEN và công ty tư vấn có kinh nghiệm trong việc triển khai CWEN bắt đầu vào tháng 5 năm 2024. Dự án CWEN bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và tháng 10 năm được triển khai hoàn toàn. Việt Nam độc lập, đồng minh, về những lợi ích của CWEN thì Egnatia đã nhận ra được rất nhiều lợi ích từ việc triển khai CWEN. Chi phí giảm, một nhà cung cấp với một mối quan hệ lâu dài, tính phức tạp hạ xuống, mọi nền tảng chung cho toàn bộ ngân hàng, làm giảm nhu cầu hợp nhất và hỗ trợ kỹ thuật, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng của nhân viên, giảm trừ các cái vấn đề về bảo trì hỗ trợ. Và việc hợp nhất những dịch vụ điện thoại với CRM giúp Egnatia tiến hành tiến đến gần hơn với khách hàng để cung cấp những dịch vụ điện thoại ngân hàng, giao dịch chứng khoán hay là khoản vay. Thì bên cạnh đó, ngân hàng không phải thuê thêm nhân sự cho trung tâm đàm thoại mới để áp dụng, với số lượng cuộc gọi đến ngày càng tăng lên và nhiều những cái hoạt động như này giảm xuống. Và chi phí của một nhân viên thuộc cái trung tâm đàm thoại chỉ bằng một nửa so với chi phí nhân viên ở chi nhánh. Và ít nhất 70 nhân viên được điều từ các hoạt động khác sang chú trọng vào ngân hàng để làm tăng doanh thu, thì các kinh doanh bình thường có cơ hội giao dịch với các cái sản phẩm chuyên biệt và các mối quan hệ khách hàng một cách sâu sắc hơn. Kết quả của việc tái tổ chức này là ngân hàng có số lượng tài khoản 5% mà đảm bảo được giá trị đầu tư. Để cái giải pháp CRM đã mang lại cho ngân hàng hiệu quả cao hơn, gia tăng chất lượng của dịch vụ và thời gian hồi đáp. Thời gian chờ giảm từ 20 phút và xuống dưới 2 phút. Mặc dù tần suất cuộc gọi tăng lên 4%, bất chấp việc cung cấp dịch vụ tăng, thì nhiệm vụ ngân hàng giao dịch chứng khoán cho vay, thời gian đàm thoại tới 5%. Và với CRM, Egnatia thì có thể cung cấp dịch vụ 24/7 với tỷ lệ thành công là 90%.
Ngân hàng bây giờ có khả năng quản lý với những yêu cầu không ngừng tăng lên hiệu quả hơn mà không cần phải thuê thêm nhân viên như là với hệ thống cũ. Và bên cạnh đó, xem nâng cao giá trị của ngân hàng bằng những phương thức hợp tác giữa các phòng ban marketing, điều hành, triển vọng các kênh marketing mới, khả năng phát triển trình độ dịch vụ như là một nhân tố khác biệt hóa so với các đối thủ và sự lớn mạnh vào các cái khoản khách hàng vay của khách hàng cái gì đó ha. Và giám đốc marketing của Egnatia đã khẳng định là với cái mạng lưới đa dạng trọng tâm vào khách hàng, còn trước khi có CRM mọi thứ đều dựa trên marketing hàng loạt cho mỗi cái sản phẩm. Chiến dịch marketing của Egnatia đã thay đổi sau khi ứng dụng CRM tập trung hơn và có sức mạnh hơn. Đầu tư ban đầu của Egnatia vào CRM khoảng 1,5 triệu đô la. Nhưng họ đã hòa vốn chỉ trong 9 tháng và 5 năm sau đó ROI đã tăng lên 320% và IOR là 89%. Và với trường hợp Ignatia, cái việc quản lý dự án hiệu quả, lập kế hoạch thời gian thực tế và việc lập trình hoàn hảo và không vượt quá ngân sách là những nhân tố thành công chủ chốt trong cái triển khai CRM. Một nhân tố khác là sự hợp tác tốt giữa các nhóm dự án và những cái nhân viên tư vấn bên ngoài. Ngân hàng đã thuê một cái hãng tư vấn không có kinh nghiệm triển khai CRM. Enatea đã hoàn thiện hình thức được cái giá trị của hệ thống CRM đối với sự phát triển và thành công trên thị trường. Sau đó đã thành lập phòng phân tích chiến lược CRM. Nhà hình 2.2 đã thể hiện cái cấu trúc của CRM triển khai tại ngân hàng Enatea. Ở phần này thì cấu trúc của hệ thống gồm có khách hàng IVR được tiếp nhận đến giao diện và từ giao diện chuyển tới cái nền tảng CRM nâng cao. Ngoài ra cái IVR còn xuất cái việc còn xuất cái thông tin đến CTI xuất thông tin đến máy chủ và hệ thống CRM. Hệ thống CRM gồm có các cái đại lý và ứng dụng bán hàng qua điện thoại. Và từ cái mô hình, khách hàng sẽ truyền tải thông tin tới máy chủ và đưa và xác định cái việc giao diện, đưa ra những tài liệu và những cái giao diện này phụ thuộc vào cả ứng dụng và hệ thống Book Office. Tiếp theo sẽ đi vào cái việc mà nhà cung cấp dịch vụ đa phương tiện điện thoại hàng không CSL. CSL là đơn vị tiên phong trong thị trường liên lạc di động ở Hồng Kông. Thì công ty này đã triển khai dịch vụ di động năm 1983, hiện nay vận hành mạng lưới GSM Dual Brand chuẩn thế giới thông qua các chi nhánh 1010 1010 123. CLS là cái công ty đầu tiên trên thế giới giới thiệu dữ liệu chuyển mạng tốc độ cao, dịch vụ GPRS tốc độ nâng cấp dữ liệu cho phép mạng của các mạng GSM và dịch vụ tin nhắn đa phương tiện. Vào tháng 10 năm 2001, CSL đã trao giấy chứng nhận dịch vụ di động 3G Hồng Kông. Công ty tiếp nhận phát triển những cái dịch vụ dữ liệu đột phá và phức tạp và cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng 3G tốt nhất thế giới cho cả những người sử dụng cuối và các nhà phát triển ứng dụng, và từ đó đưa những lĩnh vực liên lạc di động khu vực bước vào một kỷ nguyên mới.
về tình hình trước khi triển khai CRM, môi trường cạnh tranh của CRM của CSL. CSL trong với viễn thông ngày nay thì thành công thất bại thì chủ yếu là việc trong quan hệ khách hàng và mọi lượng có giảm chi phí hoạt động và quản lý rủi ro, trong khi duy trì hoặc gia tăng giá trị cho cổ đông. Hồng Kông là một trung tâm viễn thông hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Dương với 6 nhà điều hành chính, cạnh tranh khốc liệt, và trong khi sức tăng trưởng thị trường có hạn, đặc biệt di động. Về cái giải pháp cho công ty thì CSL đã dựa cho một giải pháp mà CRM tên là SAS, the Customer Intelligence, để dự báo khách hàng, dự báo hành vi của khách hàng, một phân đoạn cái khách hàng phục vụ cho hoạt động marketing của mục tiêu. Về kết quả triển khai và với sự cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp về CRM và việc sử dụng công nghệ cũng như những kết quả thì CSL đang đẩy nhanh việc xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững hơn trong dịch vụ ngoài thương hiệu nổi tiếng. CSL chỗ sở hữu khách hàng lớn với lượng dữ liệu khách hàng và dữ liệu giao dịch khổng lồ từ nhiều kênh khác nhau, đó là một tài sản đánh giá cho sự đòn bẩy để sự phát triển của chiến lược cạnh tranh. Phần tiếp theo thì mình sẽ nói về những kinh nghiệm và bài học dành cho rất là vớ vẩn nhé, chúng ta đang quay rất là linh tinh nhé. Tiếp theo là phần đầu tiếp theo mình có triển khai về những kinh nghiệm và bài học cho doanh nghiệp của Việt Nam, và video đến đây là kết thúc.